Kính thưa toàn thể vị, và nối tiếp chương trình, ta sẽ được mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Hoàng Hải, sẽ gửi tặng đến chúng ta một sáng tác của Ngân Giang, ca khúc được mang tên Nối Lại Tình Xưa. Và với ca khúc này, xin mời tiếng hát của mỹ nhân lên trò diễn. Thank you.
Mùa thương năm qua.